Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Tân Tỵ, tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh Bạch Lạp Kim ngày Tân Tỵ, tức chi khắc can, nghĩa là hỏa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, Bạch Lạp Kim kỵ tuổi Ất Hợi, kỵ Hợi ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi kỵ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tỵ lục hợp với thân, tam hợp với sửu và dậu thành kim cục, xung với hợi hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tý. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi Quý Hợi, Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức tốt mọi việc, sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Phúc Hậu tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Đại Hồng Sa tốt mọi việc, sao Hoàng Ân tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc, sao Thiên Thủy tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hồng Sa xấu mọi việc, sao Thổ Phủ kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Câu Trận kỵ về an táng. Và đặc biệt ngày 23 tháng 5 năm 2023, tức là ngày 5 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Nguyệt Kỵ mùng 5, 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi buôn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt giữa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ ba ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, xem tử vi cho thấy thực thần độ mệnh báo hiệu người tuổi Tý sẽ có những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng ngày hôm nay. Bạn không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh. Công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự. Bạn nên tập trung và có trách nhiệm để duy trì phong độ này thật lâu. Nếu làm được, không khó để bạn được cấp trên trọng dụng và có ý định bồi dưỡng, cất nhắc. Thủy hỏa làm dấy lên các cuộc tranh cãi không hồi kết giữa các cặp đôi. Người độc thân vẫn sẽ dậm chân tại chỗ vì không tìm được người ưng ý. Nhưng nếu bạn cảm thấy bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại, thì chuyện tình yêu cũng không gây ra quá nhiều phiền muộn cho bạn. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đón nhiều cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, được người quen giới thiệu mối làm ăn khả quan. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, có thể được cấp trên trọng dụng, bồi dưỡng. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm tồn tại nhiều vấn đề rắc rối. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá,
đạt 3 sao. Con số may mắn, số 20, số 78, số 16. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp nhận thấy, tam hợp cục dự báo người tuổi Sửu dễ dàng nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Nhân duyên vô cùng tốt đẹp, người độc thân có người thầm thương trộm nhớ, nếu cảm thấy mình cũng có tình cảm, hãy chủ động bật đèn xanh để nâng cấp mối quan hệ lên tầm cao mới. Các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm để gìn giữ mối quan hệ hiện tại. Bí quyết của hai bạn là luôn chia sẻ rõ ràng với nhau mỗi ngày, nhờ vậy tránh được rất nhiều hiểu lầm không đáng có. Hạnh phúc đang có cũng giúp bạn có thái độ tích cực hơn mỗi ngày. Thiên ấn xuất hiện cũng giúp cho công việc của bạn diễn tiến theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Nhờ có quý nhân soi đường chỉ lối nên bản mệnh giải quyết được những khó khăn trước mắt rất tốt. Bản mệnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, không khuất phục trước bất kỳ chướng ngại vật nào. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, dễ nhận được tin vui trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, nhân duyên tốt đẹp nên chủ động nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, các cặp đôi luôn biết cách thắt chặt tình cảm. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, công việc diễn tiến ngày càng tốt hơn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, quý nhân giúp giải quyết được khó khăn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 7, số 86. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Bước sang ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tị Hợi gây trở ngại, báo hiệu người tuổi Dần không gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong ngày thứ 3 này. Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bạn vẫn chưa đổi lại thành công trong thời điểm này, khi có vài kẻ tiểu nhân vẫn chưa có ý định buông tha bạn. Điềm báo tử vi cho thấy, có người luôn ở trong bóng tối rình rập, muốn ám hại bạn, chỉ chờ bạn sơ sẩy là ra tay. Nhất là khi tiến hành những công việc liên quan đến giấy tờ sổ sách, Dần không nên lơ là, cẩu thả hay làm việc lười biếng vì cạnh tranh hiện nay rất gay gắt. Đối với chuyện tình cảm, bạn đang cảm thấy chán nản vì sự hời hợt của đối phương và bạn cũng không có ý định hâm nóng tình hình hiện tại của mình. Có lẽ mọi chuyện đang dần trở nên nhạt nhẽo khi cả hai thiếu thời gian dành cho nhau. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, không gặp nhiều thuận lợi và may mắn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, nghiêm túc và chăm chỉ nhưng chưa thành công. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, đề phòng tiểu nhân trong tối ám hại. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, không nên lơ là, cẩu thả trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, mối quan hệ đang dần trở nên nhạt nhẽo. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 11, số 22, số 72. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi cho thấy, thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Mão, giúp cho con giáp này có thể gặp nhiều niềm vui về tài lộc. Dù không ít áp lực, nhưng bạn kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính và ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán của mình.
Vốn dĩ, Mão là người có tham vọng lớn, cần một cơ hội để phất lên, thì hôm nay chính là dịp may hiếm có mà bạn nên tận dụng. Bạn cũng có thể hợp tác cùng người khác để có thêm sức cạnh tranh và nguồn lực, mở rộng quy mô, giảm thiểu rủi ro tài chính. Mộc sinh hỏa, tình cảm lứa đôi đang trong những tháng ngày ngọt ngào. Hai bạn nhận về khá nhiều sự ủng hộ và đồng tình từ những người xung quanh. Công việc bận rộn nhưng cả hai vẫn luôn dành nhiều thời gian để ở quan tâm tới nhau. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, gặp nhiều niềm vui về tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, kiếm được nhiều khoản ngoài dự tính. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, ngày càng cho thấy cái duyên buôn bán. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, nên tận dụng may mắn đang có trong ngày. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, tình cảm lứa đôi ngày càng ngọt ngào. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 96, số 28, số 55. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Hôm nay, tuổi Thìn có thể sẽ cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào khi hoàn thành được một mục tiêu nào đó mà bản thân vẫn mong ngóng từ lâu. Có chính ấn tương trợ, sau bao gian khó thì cuối cùng người tuổi này cũng đã đạt được những thành tựu xứng đáng. Cũng trong ngày này, những người làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực của mình. Sự nhanh nhẹn và nhạy bén với thị trường giúp bản mệnh làm đâu thắng đó, bội thu lợi nhuận, bỏ xa đối thủ sau lưng. Lại thêm ngũ hành tương sinh, các cặp đôi có khoảng thời gian yên vui, lãng mạn bên cạnh người mình yêu thương. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cả hai vẫn muốn đồng lòng, nắm tay vượt qua tất cả. Người độc thân hài lòng với tình trạng hiện tại, không quá sốt ruột khi duyên chưa tới. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, tự hào khi hoàn thành được mục tiêu. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, đạt nhiều thành tựu xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, tìm được thị trường tiềm năng phát triển năng lực. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, làm đâu thắng đó, bội thu lợi nhuận. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, các cặp đôi có khoảng thời gian yên vui. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 6, số 35, số 85. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Chính quan độ mệnh giúp vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ thăng tiến khá suôn sẻ. Bạn có thể sẽ gặp vài biến cố bất ngờ trong ngày nhưng trong hoạn nạn có cơ hội, cũng nhờ vậy mà bạn có thể thành công giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Đứng trước khó khăn, con giáp này không hoảng loạn, ngược lại còn rất bình tĩnh để xử lý mọi việc nhanh chóng và hiệu quả. Điều này không chỉ tốt cho đường tiến thân sau này của bạn mà người khác cũng có cái nhìn mới mẻ và tin tưởng về bạn. Tuy nhiên, phương diện tình cảm của Tỵ lại không quá suôn sẻ. Dường như sự chân thành, chủ động của bản mệnh không mảy may khiến người bạn thầm mến động lòng. Có lẽ vì đào hoa chưa mỉm cười mà thôi, con giáp này cũng không cần quá buồn bã về điều đó. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, sự nghiệp suôn sẻ, tìm ra cơ hội trong khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, thành công giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, bình tĩnh để xử lý mọi việc nhanh chóng, hiệu quả. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, đường tiến thân rộng mở, có sự tín nhiệm cao. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, tình cảm trao đi chưa được đáp lại. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao.
Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 32, số 9, số 18. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Ngày mới gặp cục diện tị Ngọ tương hội, tuổi Ngọ có cát thần chỉ lối nên tài vận tăng tiến không ngừng, tài lộc vô cùng hanh thông. Hôm nay, người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, được giúp đỡ để tăng thêm thu nhập, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình. Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được nhiều tín hiệu tích cực trong việc kinh doanh của mình. Cũng là nhờ tuổi Ngọ luôn biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách. Có điều trong ngày có chi khắc can nên gây bất lợi cho con giáp này trên hành trình tìm kiếm một nửa cho mình. Người ấy vẫn chưa dành tình cảm đặc biệt cho bạn nên con giáp này phải nỗ lực nhiều hơn mới giành được hạnh phúc cho riêng mình. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, tài vận tăng tiến không ngừng, hanh thông. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, được giúp đỡ để tăng thêm thu nhập. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, người kinh doanh làm ăn phát tài phát lộc. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, gặp bất lợi khi tìm kiếm một nửa đồng hành. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 68, số 45. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Dưới tác động của các tinh thiên ấn xuất hiện trong vận trình, người tuổi Mùi đang có lợi thế hơn trong các cuộc cạnh tranh về chức vụ, quyền lực ở nơi làm việc. Con giáp này được quý nhân tương trợ nên tìm ra nhiều cơ hội để rút ngắn quãng đường phải đi, từ đó đi tắt đón đầu những điều bản thân mong muốn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên ỷ lại quá nhiều vào may mắn vì như vậy sẽ làm bản thân lười biếng, thiếu chí tiến thủ và gây nhiều thị phi, ảnh hưởng tới chính bản thân cũng như người giúp đỡ mình. Hãy luôn cho thấy bạn có năng lực và xứng đáng nhận được những lợi thế hiện tại. Thổ được hỏa dưỡng nên chuyện tình cảm không phải quá thăng hoa nhưng rất ổn định. Cảm giác yên bình và thoải mái khi bên nhau giúp cả hai ngày càng trân trọng mối quan hệ này hơn. Chẳng cần phải đao to búa lớn, miễn là đủ tin tưởng thì tình yêu sẽ luôn bền vững. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, có lợi thế hơn trong các cuộc cạnh tranh về chức vụ. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, được quý nhân tương trợ, tìm ra đường đi phù hợp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, không nên ỷ lại quá nhiều vào may mắn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, hãy luôn cho thấy năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, chuyện tình cảm ngày càng ổn định. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 38, số 58, số 16. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, vàng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy hứng khởi cho con giáp tuổi Thân nhờ có lục hợp thái tuế che chở. Con đường sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển.
có vẻ như những thành tựu bạn từng đạt được đang củng cố vị thế của bạn tại cơ quan. Người tuổi Thân trong ngày hôm nay cũng không cần lo về tiền bạc, tuy không đến mức phát đạt quá nhưng túc tắc vẫn có thu nhập đều đặn, không lúc nào thiếu. Cứ tiêu hết lại có, thỉnh thoảng được cho hoặc có khoản thu thêm bên ngoài cũng đủ trang trải cuộc sống. Nếu muốn dư giả thì con giáp này phải mạnh dạn làm việc, nỗ lực cố gắng nhiều hơn. Cát khí còn giúp nhân duyên rộng mở. Nếu là một người còn đang lẻ bóng, có thể bạn sẽ vô tình gặp được đối phương vừa ý. Chưa biết liệu cả hai bạn có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài hay không nhưng đây sẽ là người vô cùng thú vị và có ảnh hưởng tích cực đối với bạn. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đường sự nghiệp đang trên đà phát triển. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, vị thế được củng cố nhờ thành tựu đạt được. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, không cần lo về tiền bạc, tiêu hết lại có. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, muốn dư giả thì phải cố gắng nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, nhân duyên rộng mở, tốt cho người độc thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 72, số 86. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Bước sang ngày mới được cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu nâng đỡ, người tuổi Dậu nắm được bí quyết để tiến băng băng trên con đường mình đã chọn. Cơ hội đang đến nên bạn hãy tận dụng khoảng thời gian này để giành lấy các vai trò lý tưởng hơn trong công ty, thể hiện vị trí không thể thay thế của mình. Chuyện tài chính của bạn đang khá ổn định nên bạn cũng có thể nghĩ đến việc đầu tư thêm các khoản sinh lời để đảm bảo cho tương lai của mình. Tuy nhiên bạn cũng không nên nóng vội lao vào những dự án đầu tư mạo hiểm kẻo mọi thứ lại biến mất nhanh chóng. Bạn cũng sẽ gặp nhiều niềm vui và sự bất ngờ trong chuyện tình cảm. Đây là lúc thích hợp để hai bạn tiến đến một trang mới trong chuyện tình cảm lứa đôi nên hãy cứ mạnh dạn cho người ấy biết về cảm xúc thật sự của bạn nhé. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, nắm được bí quyết để thăng tiến. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tận dụng cơ hội thể hiện năng lực. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có thể đầu tư thêm các khoản sinh lời. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, không nên nóng vội đầu tư mạo hiểm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, gặp nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 12, số 67, số 8. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Chính ấn xuất hiện trong vận trình, báo hiệu người tuổi Tuất nhiều khả năng sẽ được thăng tiến trong thời gian này nếu biết tận dụng cơ hội được trao. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi việc đến với mình bỗng chốc trở nên vô cùng suôn sẻ, giúp bạn có cơ hội được phát huy tối đa năng lực và tạo ấn tượng tốt đối với cấp trên. Các mối quan hệ xã giao của Tuất cũng được duy trì tốt đẹp. Tính cách chính trực, ngay thẳng mang lại cho bản mệnh nhiều sự yêu quý từ những người xung quanh. Trong ngày rất có thể sẽ có sự xuất hiện của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng thực hiện được mục tiêu của mình. Hỏa sinh thổ còn mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm lứa đôi. Những người đang yêu có sự thấu hiểu, có khi còn hiểu đối phương hơn chính bản thân họ. Riêng người độc thân vẫn chưa tìm được ý chung nhân nhưng bạn đã quyết định sẽ tập trung vào sự nghiệp cá nhân trước. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, có thể thăng tiến nếu tận dụng được cơ hội. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, có cơ hội được phát huy tối đa năng lực. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tạo ấn tượng tốt đối với cấp trên. Tử
Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, các mối quan hệ xã giao duy trì tốt đẹp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, có tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 66, số 57, số 12. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 3, ngày 23 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Xem vận trình ngày mới cho thấy, cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị Hợi cản trở người tuổi Hợi trong ngày thứ 3 này. Bạn liên tục phải gồng mình lên để vượt qua khá nhiều thách thức. Thay vì nản chí và bỏ cuộc, bạn nên cố gắng hết sức mình để có thể thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Ngày ngũ hành xung khắc, một điểm lưu ý dành cho bạn chính là việc bạn nên kiềm chế cơn nóng giận của mình khi trò chuyện với người thân trong gia đình. Các cặp vợ chồng không nên cãi vã trước mặt con cái kẻo sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến tâm lý con trẻ. Hơn nữa, tình hình tài chính của bạn đang ngày một xấu hơn, bạn đang chi tiêu quá nhiều vào các nhu cầu không thiết thực. Lúc này chớ nên cả tin nghe lời dụ dỗ đầu tư kinh doanh mạo hiểm kẻo mất cả chì lẫn chài. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, gồng mình lên để vượt qua thách thức. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nên cố gắng hết sức mình, chớ nản chí. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên kiềm chế cơn nóng giận với người thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tình hình tài chính ngày một xấu hơn. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, chớ nên chi tiêu vào các nhu cầu không thiết thực. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 3, số 71, số 55. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, đen. Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.